Hi, Hạnh xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Vlog Hạnh nha. Hôm nay Hạnh làm theo yêu cầu của Hiệu Bánh Bèo là Hạnh làm xúc xích, xúc xích chiên nha. Nhưng mà chỉ có mỗi xúc xích không á, thì ăn thì làm cho cái video của Hạnh nó không có được ngon và hấp dẫn ha. Hôm nay Hạnh làm nhiều món ha, theo món ăn vặt bờ kè. Ở đây Hạnh có là xúc xích chiên ha. Còn đây là Hạnh có hai cái đùi gà rán. Và đây là bò viên ha, còn đây là cá viên ha, y như bò viên chiên nha, bò viên chiên đúng không? Còn đây là cái dĩa mì trộn của Hạnh nha. Tiệm ngoại thì Hạnh nhìn nó có cái gì cho nên là Hạnh làm theo nha. Ở đây trong cái dĩa của Hạnh là có một cái trứng sắt làm đôi ha, cái trứng luộc sắt làm đôi ra. Còn đây là thịt bằm mà người ta xào lên nha. Còn đây là rau sống đã trụng sơ qua nước sôi rồi. Còn đây là một cái trứng ốp la lòng đào. Còn đây là mì trụng qua nước sôi nha, mì đã chín rồi nha. Còn đây là chà bông. Đây là dĩa mì trộn của Hạnh nha. Đây là cái chén nước sốt để trộn. Nãy Hạnh lật đặt Hạnh đổ hết nữa. Hạnh nhà khác rất là nước ngọt nha cả nhà. Bây giờ Hạnh mời Hiệu Bánh Bèo ăn xúc xích chiên chị nha. Trời ơi chết rồi, nó mở nhạc rồi. Trời ơi nó nóng. Cả nhà ơi, ở ngoài kia hàng xóm mở nhạc. Không lẽ giờ mình kêu anh kêu hàng xóm tắt nhạc thì nó kỳ quá ha. Nên là Hạnh đi vô phòng rồi cả nhà ơi. Bữa nay Hạnh vlog vô phòng mới ghê. Đi vô phòng quay cả nhà ơi, ở ngoài kia người ta mở nhạc ồn quá, bị dính bản quyền cả nhà. Cho nên là Hạnh đi vô phòng nha, vô phòng kính nha. Thường ngày mưa chạy, bữa nay mở nhạc dính bản quyền chạy. Chịu nổi à. Em chưa quay nữa em chạy em mệt quá. Anh mời cả nhà uống nước ngọt nha, chứ chưa quay nữa em mệt quá trời. Trời mệt quá. Trời ơi chưa quay nữa mà mệt quá trời mệt. Trong mì chạy đói ăn cho nó nhiều cả nha. Đây là chén nước sốt của Hạnh nha, bây giờ Hạnh đổ vô Hạnh trộn nha. Bây giờ Hạnh trộn lên ha. Trộn cho cái chà bông nè với lại thịt bằm ha, trộn lên cho nó đều ha, đều với nhau lên ha, ăn nó mới ngon nha cả nhà. Rau nữa nè, còn nhảy ra ngoài nữa, cái dĩa bự như vậy rồi mà còn nhảy nữa hà. Trời ơi dĩa mình sao nhiều dữ vậy. Trời hôm nay quay phòng kính lên cái tiếng chắc gian lắm ha. Ngày đầu tiên Hạnh cũng quay phòng kính đó cả nhà. Giờ mình ăn cái này trước ha. Hôm nay là cả nhà ăn cục bò viên nha. Đây Hạnh chấm là tương ớt với là sốt bayonet nha. Quay đều lên. Mời cả nhà nha. Thơm ha. Bò viên thơm nha. Đây là xúc xích của Hiệu Bánh Bèo. Hạnh mời Hiệu Bánh Bèo ăn xúc xích chiên với chị nha. Hạnh mời cả nhà ăn xúc xích chiên nha. Dai à. Bự rồi. Cái này ngày đầu tiên của Hạnh á, Hạnh làm chắc cái video của Hạnh thứ 3 hay thứ 4 gì đó là Hạnh cũng ăn cá viên chiên nha. Cá viên chiên nè, xúc xích nè, gà rán nè, bò viên chiên nè,
À, có đầy đủ luôn á, nhưng mà không có mì xào thôi nha. Cái video thứ 4 của Hạnh á mà không có biết cách quay đâu á nha. Hạnh quay đâu, mọi người đâu có thấy đồ ăn của Hạnh đâu. Thay vì cái mâm đồ ăn á, Hạnh để là nó cao như vậy nè, thì mọi người mới nhìn thấy đúng không? Hạnh để nó thấp liệt ở dưới nè, thêm cái camera mà Hạnh không có chân quay á, Hạnh để ở trên cái bàn cũng để tạm bợ thôi không, cả nhà chỉ thấy Hạnh ăn thôi chứ đâu thấy trên bàn Hạnh có gì đâu. À, ngày đầu tiên đi khởi nghiệp. Hạnh mà có nhà ăn cá viên chiên nha. Hạnh nói là bò viên đúng không? Nhà là tới cá viên nè. Hạnh tính chọt vô cái que ở nhà. Mà chọt vô cái que không có chỗ để à. Cái cây nó chi chi chành chành á. Ăn mất công dọn, lấy đũa gấp cho rồi. Cái này là anh mua ở siêu thị á, mua cá viên chiên với bò viên á, anh mua ký nha cả nhà, anh viên chiên à, cũng giống như người ta bán à, người ta bán người ta xiên cứ 5 cục con về là 1 que 5.000, bây giờ mới có lên chưa thì anh không biết nha. Mình nuôi trời ơi, qua trong phòng nó nóng lắm cả nhà, nó nóng lắm mà. Ừ, ăn tới gà, đùi gà rán, đùi gà rán cả nhà, vàng ngon không, anh tự anh chiên đó, anh mời cả nhà ăn đùi gà rán nha. Ăn này xơi đi, tính ra ngoài ngồi quay cho mọi người nghe tiếng ve sầu chim hót đồ, tự nhiên cái hạnh mới xin chào thôi mà ở bên kia tự nhiên nó nổi nhạc lên đùng 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 rồi sợ dính bản quyền vô phòng kính luôn. Anh mời cả nhà ăn đùi gà rán nha. Cắn miếng bự quá, cắn miếng bự quá. Ừ. Bây giờ anh ăn đùi là láng hành nó nhớ nè. Còn thiếu độ chua đúng không cả nhà? À, còn thiếu độ chua ha. Lớp bột ngoài giòn không? Còn gà bên trong á, thì hành chiên hành để lửa nhỏ ha. Cho nên là nó còn giữ nước cho gà nha. Thơm, ngon, mềm. Ăn rồi sao hết dĩa mì trời. Đùi gà bự lắm nè. Hai hai cái 6 lạng ạ. Thịt không là thịt luôn á.
Ăn cái đùi. Em ăn gà với em thấy gà luôn. À, em yêu cầu xúc xích không à? Nha, không, anh không biết kết hợp với gì nha, cho nên là kết hợp với món ăn bờ kè luôn, món ăn bờ kè dĩa hè. Nó vô đây không nghe tiếng đâu, không còn nghe tiếng da kêu, nó nghe tiếng thạch sùng. Tiếng thạch sùng à. Hát cái đùi gà nó no à. Đi mình chưa có tới luôn. Thường nó mắc lớn hơn cái bụng à. Anh kêu chỉ có mâm cá viên chiên này nó ít quá, cho nên là anh làm thêm để mì trộn. Bây giờ ăn hết. Cậy hả bữa. Ồ, hết cái đùi gà rồi. Ăn có nhà xem cái đùi gà nó bự đúng bộ nhỏ luôn. Bự mà. Đó, cái đùi gà đó, không cái xúc xích đó, tuột đâu vậy, xích đây. Tôi giờ thấy no cả nhà ơi. Trời ơi, dính cái đùi gà bự quá. Đây là trứng gà ốp la, hay mà cả nhà nha. Có để mình nè. Bự ăn hết cái mì các bạn nha. À, ước gì mọi người vô ăn được với em. À, vô ngồi ăn chung với Hạnh ha. Vui. Anh là cái nhà ăn mì trộn nha. Con guồng này vô đây mà nó vẫn theo nó ám à.
Ngon cả nhà ơi. Ngon quá, thơm nha. Hồi nãy nha, hành ăn ngâm đùi gà với cá viên chiên trước nha. Hành mà hành ăn mì trước là cá viên chiên với lại gà rán nè. Ăn hết nổi luôn á. Ăn hết nổi cả nhà. Trời ơi ngon quá. Trời ơi dính cái đùi gà bự quá. Như phần đi vô phòng kính á, hành bị nực có cả nhà. Nực á. Trời ơi. Chảy mỡ luôn cả nhà ơi. Xúc xích nè, ăn cái xúc xích. Ăn cho em bánh bèo à, em vui. Trời trời nó no, ông nội mẹ nó no. Dạng ăn ăn thịt dễ phát ở trong à. Ở trên xe cá viên chiên á là 6.000 cái nha, 6.000-7.000 cái á, nó mắc hơn cái bò viên với cá viên nha. Ngào quá bánh bèo à, phải mỏ nè, kiếm mưa nữa à. Nó mới có thôi nha cả nhà, nhưng mà chỗ hạnh chưa có, ý là vòng vòng nhà hạnh nó chưa có mọc á, chứ mà ở ngoài chợ hạnh thấy hành ta người ta bán rồi nha, nhưng mà 800.000 ký. Trời ơi, ví dụ mình làm cái video chắc cần khoảng 2-3 ký đúng không, thì mình xào lên mới được một dĩa này nè. Tại biết sao nó mới nó bị tớp lại cả nhà, núm gì cũng vậy ha. À nấm chứ nấm. Nấm nha, nấm gì cũng vậy nha, xào lên là nó bị tớp lại cho cả nhà, cho nên là một ký, nếu mà một ký mình xào ra giỏi lắm là được một chén nè, cho nên là muốn xào một đĩa này thì cũng phải cần phải 3 ký thì nó mới ra được một dĩa nha. Tiền đâu ăn trời, tiền đâu ăn nó mất cả nhà. Tám trăm ngàn một ký trời ơi, rồi để anh đi kiếm hành đào rồi có không. Đi một vòng mà chắc không tới lượt mình đâu, tại vì biết không, ở chỗ hành á có khoảng 2-3 giờ sáng nha là thấy đèn y như đơm đớm vậy á, ở ngoài vườn lô xô á, vậy là vườn điều quá nhà, đi nghe trời ơi trơn vậy á, đi tìm nó mới cả nhà, đi làm sao tới lượt của mình được, 2-3 giờ sáng người ta đi mất tiêu rồi sao tới lượt mình tới 8 đến giờ không vậy. Đi kiếm đứng ngoài chợ. Anh chào tạm biệt cả nhà nha. Anh thấy gì quý Hạnh cho anh một like một đăng ký kênh như cả nhà. Chở cho kênh của Hạnh ngày càng phát triển hơn như cả nhà ơi. Anh chào tạm biệt cả nhà nha. Bye bye.